Xem phim gì đấy? Những phim gì đấy? Con xem phim gì đấy? Xem cái phim gì con ơi? Nghiện không? Nghiện chưa? Trời. Bây giờ con mấy tuổi à? Biết mình học rồi. Mấy tuổi chưa? Năm nay 6 tuổi à? Phải nhìn mày bảo rồi. À, 5 tuổi á. Đã học lớp mấy nhỉ? Lớp mẫu giáo á. Không, nó quanh hàm mà. Hào ơi. Thế nào xem phim gì đấy? Sẽ có phim Tê Thiên Đại Thánh đấy. Đây chim của các bác anh nhá. Con này hôm nay vừa bắt được. Này, con này 3 tuần. Còn cái chàng trai nhìn tivi này là 5 tuổi. Nhìn thẳng vào đây cho bố xem nào. Con tự giới thiệu con tên gì nào. Nào. Nói đi thử xem. Tôi ra bảo á. Mấy tuổi? Con mấy tuổi? 5 tuổi á? Phải không? Thế thế con chào bố được không? Con chào bố. Chào xem nào. Từ từ khoanh tay rồi bố quay cẩn thận vào chứ, từ từ. Quay khoanh tay cẩn thận vào để bố nhìn thấy chứ. Khoanh tay như đánh nhau đi vào. Dạ. Nhìn mẹ kia, cha mẹ bảo cho mẹ. Cái gì đây? Kìa. Anh bảo thích ăn nhiều thế, cũng được cái em hào này không mặc quần được, buồn cười quá. Anh bảo cho mẹ này. Bảo cho mẹ. Dừng tạm dừng. Ôi, sao sao rồi? Mẹ đang với các con xem cái phim gì đấy, cái phim gì mà